Ngày 15 tháng 3 vừa qua, tại khách sạn Nico Hà Nội, công ty Vi Sơn và tập đoàn Lutronic đã phối hợp tổ chức hội thảo nhằm giới thiệu và chuyển giao hai công nghệ laser. Tham dự hội thảo có các bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ, da liễu đến từ khắp các tỉnh thành trong cả nước. Tại hội thảo, các bác sĩ đã được nghe giáo sư Glenn Carter-Heath đến từ Anh Quốc giới thiệu về hai công nghệ laser tiên tiến nhất hiện nay. Spectra Laser là công nghệ laser Q-Switch hiện đại đã được FDA Mỹ và CE châu Âu chứng nhận tính an toàn và hiệu quả trong điều trị nám da. Công nghệ Spectra Laser có công suất phát laser lên tới 500 MW và độ rung xung cực ngắn giúp điều trị nám da hiệu quả, bền vững. Ngoài ra, công nghệ này còn có thể xóa các vết bớt bẩm sinh, xóa tàn nhang, đồi mồi, xóa xăm không để lại sẹo. Bên cạnh công nghệ Spectra Laser được giới thiệu tại hội thảo, công ty Vi Sơn còn giới thiệu các công nghệ ECO2 và Infinity chuyên xóa các loại sẹo, xóa dạng da sau sinh và xóa nếp nhăn trên da một cách an toàn và thời gian hồi phục nhanh chóng.